Kính mẹ cha ơi, hôm nay tự nhiên con lại nhớ. Con biết rằng nước mắt vẫn chảy xuôi, thương chúng con những tháng ngày vất vả. Cha mẹ ơi, xin người yên tâm nhé. Cha mẹ ở nơi đâu con đang nhớ thật nhiều. Tấm lưng còng dáng mẹ siêu niêu, con nhớ mãi bóng cha về mỗi chiều chậm bước. Hai mái đầu tóc bạc dày như dây cước, bóng dương tà trong chiều xế mẹ ơi. Nhớ ngày xưa mưa bão đổ cơn rơ mưa rơi, cha bước về đôi chân trần trượt mãi ngã. Mái che cửa sổ nhà vách đất, nơi phòng buồng mẹ con vẫn ở nơi đây. Sợ báo gió lọt vào tốc mái rạ bay đi, mẹ bò rạp che cháu nội khác gì con khỉ bám bụng mẹ truyền cành. Rồi sang tới nhà hàng xóm tránh cơn bão to giông tới. Nhà mình mà đổ, mình nghèo lấy đâu mà sửa. Quên sao được những tháng ngày vất vả, chờ tới khi chum tu hú gọi bầy. Nối mẹ đi xưa bóng trăng gầy, khắc khoải cuốc kêu trong đêm mùa hạ. Trời trở gió, cơn mưa chiều xối xả, áo mẹ ướt đầm đòn gánh oằn bên vai. Thời gian trôi đi chúng con đã lớn, bao nhiêu thương người dành cho con tất cả. Tấm áo cha may bằng sương rơi tuyết giá, bát cơm đầy trộn nước mắt mồ hôi. Con muốn ôm lấy mẹ thật nhiều, mẹ ơi, nói với mẹ những điều con chưa kịp nói. Đơn giản thế khi gần mẹ mà không nói nổi, để lúc xa mẹ đi rồi con lại nói với ai đây. Chiều nay sao con ngồi nhớ về dáng dấp mẹ yêu, con chợt thấy trong lòng mình bâng khuâng quá. Độc độc cư sao mà tâm nó trổ ái ra nhiều. Không biết giờ mẹ tôi ở nơi nào, chắc thành cô bé có lẽ gần chục tuổi. Sao không cần nơi núi rừng này để nương tựa, với những từ trường lành của các bậc thương yêu giữ thanh tịnh, luôn thương mình, thương người, thương cả loài vật ở thế gian này. Cha mẹ ơi, mỗi lần đi ăn về con đều tưởng nhớ, mời Phật, Thánh Tăng, Tổ tiên, ông bà, cha mẹ, người thân hữu họ hàng ở bên nội ngoại, cả những người vô hình hay hữu ý nơi nào, cùng ăn cơm với chúng con ngày có một bữa trưa thôi. Họ cúng dường tiền mà con chẳng dám nhận, vì giới luật của người tu là không được nhận tiền, giữ cho mình để thanh tịnh thân tâm. Khi ước nguyện cho mẹ cha và bao người mong hạnh phúc, biết giữ người điều thiện để hết khổ, thì ai ơi mới hạnh phúc. Ôi con làm mấy câu này nói với mẹ cha, đó cũng chỉ là dòng tưởng thức nó gợi ra, nó phá con dùng chi kiến để xả, áp định vô nậu đuổi nó xéo đi nè. Tao biết thừa mày gợi lại nghiệp ái của ta, của nhân quả vay và trả, bao tình thương cha mẹ rất nhiều. Ta đâu có một mẹ này đâu, có biết bao nhiêu người đã sinh ra ta ở bao nhiêu kiếp. Nay ở đời này mẹ cha tao đã mất, thì đâu còn ai nhớ nữa gì đâu. Mà nhân quả luân hồi ai mà biết. Thôi đừng nhớ nữa, quyết tâm mà xả, quy luật vô thường của thế gian này, cho thân tâm mình thanh tịnh mà sạch sẽ. Thôi ngày mai mẹ rời quê người xa lạ đi, về bên người hiền, chân còn sẽ bước nhanh nhanh hơn. Con mượn lời thơ của người và nói nên tâm con, để nhớ mẹ, mong mẹ bao giờ cũng được về từ trường lành nơi thanh tịnh đó. Khắp núi rừng u mê và thanh tịnh, chỉ có những bậc thánh tăng ni dục ni ác pháp mẹ kìa.